quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Cháu cũng cảm ơn chị, các anh các chị, cũng nhờ các anh các chị quan tâm hơn nữa để bà con còn ủng hộ bà con nhiều hơn nữa. Bà con rất là phấn khởi, đủ bà con ăn tầm một tháng. Cũng cảm ơn cô, không biết nói gì hơn. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của chị Trần Đỗ Giáng My có gửi cho cháu Lực để mua một số thực phẩm là gửi tặng và trao tặng cho bà con ở thôn Ông Cụ và một mình với lại thôn của em Hưng các bác. Hôm nay thì có sự đồng hành cùng của em Hưng nữa. Hưng chào các ông các bà cô nhé. Vâng ạ. Con chào công các bà, chào cô các chú ạ. Rồi, bây giờ bác trưởng thôn thì cũng đang xuống đây để phụ cháu Lực rồi cô bác này. Thế bây giờ thì em hộ anh chia ra để cái túi này nhá. Vâng. Cái túi thì cũng đã mua hết rồi. Thế này cái bột canh là đóng hai gói à? Đúng rồi, bột canh hai gói. Mất này hả bác? Một chờ nó lắm này. Bác giờ trường thôn á? Một chờ nó lắm. Ờ. Thôn đi mình xin mà nhá. Ừ. Thế bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em... Còn hai đấy. Đấy, một cục. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Hưng là chia hết cái số đồ ra thành túi bóng nhỏ lắm. Đây, mỗi thứ một gói. Đấy. Cái này nữa đúng không? Này đúng rồi. Cứ vậy thôi. Đây cả gạo nữa, xong thì buộc vào. Có nước mắm chưa? Nước mắm đây, chưa. Đây nước mắm này. Đây. Gạo thì cho riêng chứ. Đây gạo thì ở riêng thôi. Gạo thì cái phân phát riêng thôi. Đây, nếu mà đi xuống điểm trường cô bác thì đi rất là xa, cho nên là cháu Lực quyết định là sẽ chia cho bà con ở đây luôn cô bác. Bà con của thôn mà ông cụ ấy với lại thôn của em Hưng ấy thì là ở phía bên kia này cô bác này. Hai đường đi thì nó cũng đi rất là khó khăn, thành ra là muốn chia ở đường lớn này luôn cô bác. Em ốm quá. Mày hôm nay bị làm sao à? Ốm. Ốm à? Đúng rồi. Bây giờ thì sẽ bỏ hết ra bể ngoài đó cô bác ạ. Cháu Lực cũng rất là mong các ông các bà sẽ thông cảm cho cháu Lực, là đừng có bảo là cháu Lực chọn một nơi mà nhìn nó kiểu là hẻo lánh cô bác nhá. Chỗ này thì gọi là không phải là hẻo lánh rồi cô bác ạ. Chỗ này là bắt buộc phải phát ở đây ạ, bởi vì cái đường vào trong nó khó quá. Đúng rồi. Nó đi ấy. Nó không phải là cũng mong công các bà thông cảm cho các cháu. Thế bây giờ thì đang đợi bà con ra thì mấy anh em sẽ xếp đồ ra hết đấy cô bác. Một tí bà con ra, chỉ việc chia cho bà con nữa thôi là được rồi. Nặng đấy. Ui. Bao này phải hơn 50 cân đấy. Thôi đấy, em vừa mới thử một cái mà không nhấc được. Ốm quá, yếu hết người đây anh ạ. Này hôm nọ anh đi hộ sử gạt là 2 hôm ấy, về cũng đau hết người luôn. Em ốm rồi. 2 hôm là còn đau ấy. 2 hôm là đau hết người rồi đấy. Hôm nay thì cháu Lực còn phải nhờ thêm em Hưng nữa để đi ra hộ cháu Lực. Hưng thì đi mượn xe của nhà người ta để chở thôi nhở? Vâng ạ. Đây, Hưng thì bảo là cháu Lực điện ấy, thì em bảo là đi mượn xe được, cho nên là em ấy cùng cháu Lực ra để thứ nhất là like từ trên xá xuống này, và thứ hai là cùng cháu Lực để chia cho để chia quà cho bà con luôn cô bác. Thấy đứa lóc như vậy bác. Đấy, cái này thì mình sẽ buộc chặt chặt một chút tí. Đấy là cũng em cũng được cảm giác nó hơi chặt. Này anh buộc em cái nhá. Em thấy là anh vừa kiểm xem là được bao nhiêu gói nhá. Một tí nữa hai anh em buộc xong mọi cái rồi thì cháu Lực sẽ công bố cái phần
À, cả chính hôm nay thì cháu Đức đã mua hết là bao nhiêu các bác nhé? Thuận thì đi học rồi Hưng? Vâng, Thuận đi học anh ạ. Hôm nay chắc là đi có cô xuống dự giờ đấy. À, hôm nay là các cô giáo xuống dự giờ đúng không? Đúng rồi, cô nghỉ rồi đấy, lúc 10 là phải đi học. Thường là người dân ở đây cũng đang chuẩn bị vào mùa gặt đấy, không có thời gian mấy. Mùa này thì ở trên vùng cao thì đang là mùa gặt của bà con rồi, thành ra là cháu Lực cũng phải là chọn cái ngày nào mà bà con không gặt đấy thì mới xuống được cô bác. Mọi hôm là tầm này nắng rồi đấy, nhưng mà hôm nay ảnh hưởng có được ảnh hưởng báo ở đâu rồi. Xong rồi bắt đầu nó lại râm râm kiểu này. Đâu ơi. Mẹ phát đi phát về lú mất nhé, em quên mấy cái túi mà không cho một canh rồi. Hôm nay lấy đồ xuống thì có cả em Vân nữa các bác này. Cháu Lực nhờ cả em Vân xuống hộ cháu Lực lai đồ một chút. Xe thì cháu Lực chỉ có một xe thôi cho nên là không có lai được hết đồ. Và ở đây thì cái khoản này thì là chị Trần Đỗ Giáng My gửi cho cháu Lực là trước kia là gửi mà 62 triệu và trong đó thì cho vào những khoản nào thì cháu Lực cũng đã nói rồi. Và cái khoản là 12 triệu 100 ngàn này thì chị có bảo với cháu Lực là cho vào quý của chị ấy, để lúc nào mà chị muốn giúp những hoàn cảnh nào thì cháu Lực sẽ trích cái tiền số tiền của chị ra. Thì khoảng 12 triệu 100 ngàn này thì chị có cho cháu Lực, chị có được sự đồng ý của chị là mua 27 suất phần quà để trao tặng tới cho thôn của ông cụ Sáu của mình, lại thôn của ông cụ là Hưng với Thuận đó cô bác. Và bây giờ thì cho cháu Lực xin được nói qua là tổng thể hôm nay cháu Lực đã mua là bao nhiêu. Và gạo ở đây là cháu Lực mua là 5 cân là 80.000. Còn gạo ở đây thì cháu Lực mua là 5 cân của bác này. Một túi ở đây là 5 cân của bác nhé. Một túi ở đây là 5 cân là nhân cho 27 là bằng 2.160.000. Và mua cái cọ may, cái xà phòng tắm ấy là 10.000 là nhân cho 27 là 270.000. Mua sunlight là 15.000 nhân cho 27.000 là bằng 405.000. Mua nước móng là 15.000 nhân cho 27 chai là 405.000. Mua mì chính 20.000 nhân cho 20
mua mì chính 20 gói nhân cho 27.000 là 540.000, mua bột canh là 54 gói nhân cho 5 thì bằng 270.000. Tổng số tiền cháu Lực chi tiêu mua đồ và hết là 4.100.000 là 50.000 cô bác ạ. Không đủ túi anh ạ. Không đủ túi á? Ồ, thế bà này cho thiếu mình túi rồi. Không biết là xem trong túi nó có không? Xem có, nếu không có là hết. Ồ, không có thật. Không có thì chắc phải nhờ ông bạn là đi xuống quán đấy. Quán ở dưới này bán không? Quán có. Quán ở dưới bán à? Có. Vân thì hộ anh chạy xuống này mua một ít túi bóng đấy nhá. Có loại túi bóng xanh như này. Đúng rồi. Anh mua cho anh độ tầm đó là 20 cái đi nhá. Đây. Nhá, hộ anh chạy một tí xe anh ở kia nhá. Đây. Quán ở dưới này này. Ngay dưới này đâu? Cứ để đến cái khúc cua đấy là đến. Dưới đây có bán túi bóng không? Có. Còn lấy suất nữa đây nhỉ. Đây mua thêm một ít kẹo nữa cô bác. Thì sợ là bà con đưa các cháu ra thì mua thêm một ít kẹo nữa. Thế còn anh trưởng thôn thì đang trên đường mà lên tới đây cô bác này. Phải một tí nữa thì anh mới lên đến nơi. Thì trong lúc đang đợi anh trưởng thôn với lại bà con thì cháu Lực sẽ cùng em Hưng là chia quà ra trước. Tưởng phát lộn là vẫn đếm lại vẫn chuẩn. Chuẩn chưa? Chuẩn là phát lộn đi đâu. Phát lộn đi đâu là lại hít hơi. Được là một chai dầu rửa bát này với lại hai chai hai gói bột canh. Với lại hai gói bột canh này và với lại một cái gói mì chính nữa, cộng thêm là một cái cục xà bông tắm nữa và cộng thêm là một cái chai dầu ăn nữa và thêm 5 cân gạo nữa. Thì cái thực phẩm này thì sẽ đủ là cả gia đình sẽ sinh hoạt trong vòng 1 tháng ấy cô bác. Lấy cái hộp này tí nữa mang về đựng rác. Cái thùng ấy thì một tí nữa mang về chứ không mình cũng không thể là vứt ở đây bừa bãi được. Tiêu thụ. Anh trưởng thôn thì vừa rồi điện thì bảo sắp đến nơi chưa nhỉ? Chúng đang chuẩn bị lên anh ạ. Chuẩn bị lên. Sao? Đây thì một tí nữa bà con sẽ ra đông đủ hơn cô bác. Bây giờ thì bà con vẫn còn đang có khi là đang thái cỏ hay là làm lấy rau lợn gì đấy. Và cháu Lực cũng xin là chị Giáng My là sẽ lấy dư ra một chút để cho anh trưởng thôn một suất này. Và ở đây thì cháu Lực cũng xin là chị Giáng My là lấy dư ra thêm 2-3 suất để có khi là cho anh trưởng thôn này với lại phòng trừ trường hợp mà thiếu ấy cô bác. Thì cháu Lực cũng đã xin rồi, cái điều này thì cũng đã được sự đồng ý của chị Trần Đồ Giáng My rồi cô bác nhá. Bây giờ thì mấy anh em sẽ tiếp tục là chia đồ ra đó. Để một tí nữa bà con đến thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết ạ. Đây là bán tổ tục đây, đây rồi. Đây. Đây bây giờ thì các cô thì cũng đã ra gần đủ rồi cô bác. Có cả anh trưởng thôn nữa. Đây, bây giờ thì cho em Hưng là em ấy chia kẹo cho các cô một chút. Ở kia có một cô với lại bạn này gọi ra đây để lấy kẹo đi. Cho em cho rồi. Hả? Cho rồi à? Đây cả bạn nhỏ này. Đây, anh trưởng thôn thì ra bên này cháu Lực cũng đá điện cho anh trưởng thôn từ mấy hôm trước rồi cô bác. Đây, anh ạ, em chào anh nhá. Rồi hôm nay thì hôm nọ thì em cũng có điện cho anh ấy là em có một suất quà là muốn trao tặng cho hôm nọ em cũng điện cho anh đấy là em có một cái phần quà là muốn trao tặng cho cái thôn của mình nhá. Đây thì là thôn của mình hiện tại là đang có là ông cụ Bãi Liệt này với lại ông cụ mà một mình ông Dùng ấy với lại Hưng Thuận đó, cho nên là có một chị là chị Trần Đỗ Giáng My, chị ở bên Hồng Kông là chị muốn là gửi cho thôn mình một cái phần quà. Mà cái phần quà hôm nay thì em mua là sẽ gồm
Thế là một mỗi hộ gia đình là sẽ được 5 cân gạo này, thêm là một chai dầu, một cái xà phòng tắm này, và một cái chai Sunlight này, một chai nước mắm nữa, và một gói mì chính nữa, hai gói bột canh. Đấy. Rồi có 6-7 cái phần quà này thì sẽ đủ để cho gia đình mình chắc là sinh hoạt độ từ 1 tháng rồi anh, đúng không? Do các cảm ơn, không biết nói gì hơn, cảm ơn các cô, các anh chị giúp đỡ thôn bản này có rất là nhiều khó khăn. Nay là tổng số thôn, bây giờ cả thôn này có 78 hộ, nhưng cái khu này là có 25 hộ. Đấy, toàn là nói chung là hộ nghèo hết. Hộ cần nghèo có 2 hộ trong cái số hộ này. Vâng, 25 hộ là anh tính cả hộ anh chưa? Có cả hộ anh đúng không? Rồi. Hôm nọ thì em cũng là xin thêm là 2-3 suất nữa, sợ rằng là sẽ có dư ra ấy, thì em muốn xin ra cho 3 suất nữa, tổng cộng tất cả là em là 27 suất. Và còn những cái tí mà còn nếu mà còn dư 3 suất còn lại thì em sẽ gửi cho anh để anh gửi cho cái hoàn cảnh nào mà còn khó khăn ở cái thôn dưới kia. Vâng. Vâng. Ở đội. Là vâng. Là ở đội là... dưới cái nói chung là vâng. Dẫu là nhiều hộ vẫn là khó khăn. Vâng. Từ ở đây là có một thôn ở đây thôn của mình ở hiện tại là thôn gì anh? Thôn Nam Mở. Thôn Nam Mở à? Khu vâng. Này là đội 1. À đội 1. Vâng. Chứ làm mà chia làm 3 đội. Vâng vâng. Còn anh là anh cho em hỏi là anh tên gì anh ạ? Anh là Lưu Văn Thiêm ạ. À anh Thiêm à? Vâng. À, vâng. Hôm nọ thì em cũng có điện cho anh rồi nhưng mà em cũng quên mất là chưa hỏi tên của anh đấy. Ấy nhưng mà nhà của anh là ở dưới kia thôi à? Ở hết dưới cơ. À vâng. Còn là hết cái này là hết đất rồi. Vâng. Suối luôn. À vâng. Vâng. Đến đây phức tập thì qua được thì điện này xong quay lại thì xe cũng vòng vèo lên xá mấy gần tiếng. Vâng. Mới đến xá. Còn cái thôn mình cái đường mà đi từ ra kia thì đường đi cũng khó anh nhỉ? Khó. Đường này nếu mà mưa nữa là phải dắt thôi. Vâng. Những người trên xe đâu phải dắt. Là phải đẩy đi đúng không? Phải đẩy rồi. Vâng. Thế bây giờ thì chắc là phải đợi bà con thêm một lúc nữa anh nhỉ. Bây giờ thì chắc có đợt đâu đó tầm là 10 mấy hộ thôi. Phải đợi thêm một lúc nữa thì mới trao được quà của bác. Phải đủ đầy đủ các hộ rồi thì sẽ trao quà sau anh nhé. Vâng. Anh em mình cố gắng đợi thêm một chút anh nhé. Vâng. Bài. Tí rồi là. Bài tao mới chỉ quan điểm đấy. Không đi. Ôi bà này thì đi điệu đậu tương về được các bác này. Tạo theo kèo bác. Này kèo. Đeo cái tên thật. Đây. Đây. Ông. Kèo. Đây không. Đây, bây giờ thì còn là mấy con nữa thì chia cho bạn nhỏ này. Này ra đây, anh Bảo. Đi đâu anh? Đi về lấy đồ. Đi về lấy đồ à? Lấy quà à? À, đây anh cho kẹo này. Đây. Đấy. Đồ em xin đấy, phải biết đi học là phải biết xin nhá. Rồi bây giờ thì chắc là phải đợi bà con thêm một chút nữa các bác. Cái kẹo thì cũng đã phát cho bà con là gần hết rồi. Thế bây giờ thì bà con cũng đã đến gần đủ rồi cô bác, nhưng mà do là còn thiếu 1-2 hộ nữa là người ta đi gặt đấy, cho nên là không có về được. Thì một tí nữa cháu Lực sẽ bảo anh trưởng thôn thì anh ấy sẽ hộ cháu Lực là đem để nhà mình, xong là hộ đấy đi làm về thì sẽ ra nhà anh trưởng thôn đấy. Một tí nữa còn dư ra hộ nào chưa về thì anh hộ em ấy nhá. Vâng. Bây giờ anh bảo bà con hộ em xếp hàng ở đây một chút nhá. Xong là em đây. Đấy, bây giờ thì sẽ ở ngoài đường luôn cô bác, tại vì đi điểm trường thì rất là xa. Hôm nay thì cũng là ngày các cô giáo mà học phụ huynh ở dưới đấy, cho nên là không đi xuống ấy để ồn được. Đây chính bên này. Bên này à? Đây à? À ơi vậy đêm này không? À bị đóng nữa. Eo cơ mà chẳng lẽ không cả đấy ạ.
thanh niên. Qua với bà tôi chỉ bà thấy không? À, tôi lo ấy, phanh xe và chỉ những một thời báo thì chừng... Hey, anh trưởng thôn, anh của em phát quà cho bà con luôn anh nhé. Này các bác đừng đứng à, năng nắp in vác nào ấy. In hóc hóc tươi nha. Này cộng này bác. Đấy, ở đây thì sẽ là muối hộ là được 5 cân gạo này anh. Một túi cân gạo này với lại thêm một túi mà muối mình chính nữa, thực phẩm nữa. Rồi. Bây giờ thì anh hộ em với nhá, hưng hộ anh với nhá. Chia cho bà con một chút. Đấy. Đấy, như chia ra như này thì bà con sẽ đủ là sinh hoạt trong một tháng luôn cô bác này. Này bác. Thôi được nát ra cả mồm vung rồi, em mùi đâu bác không? Em mùi luôn. Sắc cầm mùi lấy tốt không thì đỉnh cái này cho bác không? Bố á. Bố á cờ vào ủng. Ôi, bạn nhỏ này nặng quá thì thả xuống đi. Chóng lông mạ đấy. Các bác nặng quá thì cứ thả xuống. Hay hôm nay thì cháu cũng được sự được em Hưng với lại anh trưởng thôn nữa ra giúp đỡ cô bác để mà chia được quà. Còn về cái suất quà ông Dùng với ông bạn Liệt thì một tí nữa anh trưởng thôn sẽ đi vào và trao hộ cháu Lực cô bác nhé. Với bạn rằng nó mình lại đi luôn. Của bác nào có chưa nhỉ? Bác có hết chưa? Có hết rồi đúng không? Bác là cũng có đúng không? Nắc lại liệu tốt không thì đi cái này cho bà. Đấy. Thấy bây giờ bên đấy là đủ hết rồi đúng không? Bây giờ là của anh trưởng thôn là một suất nữa này. Của Hưng một suất nữa. Còn bây giờ thì còn dư ra 1, 2, 3, 4 5 suất, 6, 7, 8 8 suất. Đấy. Còn cái số suất còn lại thì một tí nữa anh hộ em là chia cho các hộ mà chưa đến với anh nhá. Vâng. Đấy, còn mấy hộ là đi gạt ấy, cho nên là chưa về được đúng không anh? Vâng. 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 Hay còn bây giờ thì cháu cũng nói với lại các bác một chút này. Cái phần quà hôm nay thì là được một chị là chị Trần Đỗ Giáng My. Chị ở bên Hồng Kông. Chị ấy có là theo dõi những cái thước phim mà cháu chia sẻ lên, là muốn gửi tặng cho cái thôn mình một cái phần quà như vậy. Cái phần quà như này thì đối với bà con thì sẽ đủ để bà con ăn tầm độ một tháng rồi. Thì cháu cảm ơn tất cả các cô bác rất là nhiều. Hôm nay cũng đã đến và nhận quà cùng cháu đến rất là đông đủ. Cháu cảm ơn tất cả các bác. Còn suất thì tí anh hộ em mang về với anh nhá. Thế bây giờ thì còn dư độ đâu đó tầm là 4-5 suất đâu cô bác. Thì cái phần này thì sẽ để tí nữa anh trưởng thôn đi về. Vâng, bây giờ anh hộ em gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giáng My một câu anh nhá. Vâng ạ, cháu cũng cảm ơn chị, các anh các chị, cũng nhờ các anh các chị quan tâm hơn nữa để bà con còn ủng hộ bà con nhiều hơn nữa. Bà con rất là phấn khởi, đủ bà con ăn tầm một tháng. Cũng cảm ơn cô, không biết nói gì hơn, cố gắng quan tâm hơn thôn nhiều hơn nữa. Cho cháu cảm ơn. Vâng, em cảm ơn anh nhé hôm nay. Rồi, sức khỏe anh nhé. Vâng. Còn một suất nữa anh ạ. À, ông là bác đang tới à? Ừ, bác đang tới. Nếu mà bác tới thì chưa đưa bác luôn. Vậy ở đây, nếu mà bác có ở gần ai không? Nếu mà bác ở gần ai thì cho bác ấy cầm luôn. Đúng rồi. Cho bác cầm luôn hộ suốt đi, tí đứa phải trừ đi nhiều ấy. Vâng. Bây giờ gửi luôn mà, nhưng mà từ đó là để bác ấy đứng cầm một suất đã, xong tí nữa mình gửi sau một suất. Đâu, thì bây giờ gửi đứa được mà. Không, nhưng mà lấy cái này đây nha. Hả? Cái túi thế chia, bây giờ em chia túi ra. Đấy, của. Cái nào cũng được mà. Cứ để đây đã. Đây, còn bây giờ thì cháu Lực cũng đã chia hết cho bà con rồi cô bác. Còn bây giờ bà con thì chắc là cũng ở lại đây được một chút thôi. Hiện quà xong thì cũng sẽ đi về thôi. Tại vì là ở nhà còn rất là nhiều việc ấy cô bác. Bây giờ những suất nào còn dư thì một tí nữa cháu Lực sẽ cùng với anh trưởng thôn với lại em Hưng nữa thì trao thêm cho những cái hộ nào mà chưa đến. Ví dụ như ông Dùng này với lại ông cụ Bãi Liệt ấy thì không có ra bên này được. Thì một
tí nữa thì sẽ đi vào trong nhà để chào cô bác. Hôm bên kia nhận quà để về cô bác. Thế bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng với em Hưng là hai anh em sẽ di chuyển đi xuống nhà của ông cụ Bãi Liệt à, đem tới cho ông ấy, ông cụ luôn. Ông chắc ở nhà chắc là cũng biết tin là được quà đấy, nhưng mà không biết là có người mang đến nhà trao không. Ở như ông cụ thì là thấy bảo là cháu thì nhà nào nuôi, nhà này chăm lo à? Bây giờ hai nhà anh ạ. Bây giờ hai nhà lo à? Vâng. À, bây giờ là hai nhà là lo cho ông cụ là vì cái khoản là ăn uống đúng không? Ăn uống đấy. Thế còn là còn thí dụ như bây giờ anh em mình nói vậy đấy thôi, nếu mà sau này ông mà không may mà mất đi rồi thì ai sẽ là người lo cho ông? Thì đấy cũng không biết là các bác ở trong trong họ nói như thế nào, thì nếu mà theo em nói thì mà để mà bản thân em mà tự nói thì những cái vấn đề đấy thì là con cháu mình phải giúp nhau chứ đúng không? À. Bây giờ tự nhiên lại một mình ông gồng gánh thì cũng không được. À, ông thì là ông của cả họ mà. Đúng rồi. Là các con cháu phải đồng lòng để mà những cái công việc này nọ phải giúp nhau thôi, kể cả kinh tế với cả về phần sức khỏe nữa. Ôi giời, anh em trong họ hàng là chung tay mỗi người một ít để giúp cho ông đúng không? Đúng rồi. Như còn về bây giờ hiện tại ông thì có là một bác là cháu là lo đúng không? Bây giờ hiện tại là gọi là để ruộng đất để cho người ta làm, sau là người ta chia cho mình đúng không? Đúng rồi, cái ruộng đấy thì là bây giờ cứ lần lượt đấy anh, lần được trước thì lần cũng trước cũng có 4 ông ấy, nhưng mà bây giờ 4 ông lại đẻ được mỗi ông lại đẻ thức mỗi hai ông lại đẻ một ông lại đẻ được hai thằng con trai nữa. Thì là bây giờ ông này là không đẻ được nữa. Là bây giờ không có con cái thì là gần đến nhà của ông cụ Bãi Liệt đấy cô bác. Vâng. Cái nhà của đường của ông cụ Bãi Liệt ấy, thật sự ra mà nói để mà nói thì đi trông như kiểu là không phải đường là đi vào nhà đâu cô bác. Đúng rồi, rất là rậm rạp luôn. Hôm trước em có phát qua một lần rồi nhưng mà giờ nó lại rậm lại rồi. Trước em có phát ở đây một lần rồi. Đúng rồi, cỏ dại này cũng mọc tốt đây. Trước em vừa mới bước vào ngôi nhà đâu cô bác. Cảnh tượng nhìn thấy đầu tiên nó là cái căn nhà mà rất là sổ sệt, và thứ hai đấy là một cái quan tài bây giờ thì đang phủ thêm một lớp bạt màu xanh này đấy, phải nói là rất là ấy cô bác, như kiểu ngôi nhà này không có ai ở nhá. Đúng rồi, kiểu như hoang rồi. Ông thì có đóng cửa luôn. Đóng cửa mà, ông ở nhà xuống này đóng cửa mà. Ông ông đi ăn. Chả có ai đến chơi với ông ấy, một mình ấy. Ông thì chắc là lạnh cho nên nắng chút thôi cô bác. Đúng rồi. Đấy, để khâu xuất quà cho ông. Khâu. Ta dầu ăn nước mắm. Dầu ăn nước mắm lò xà phòng tắm lò. Đấy, ghê. Tần má mà chứ, tần má này em ạ. Bác cầm nhau. Bác này. Nắng xuôi đấy. Dạ, thủ văn chẳng khỏe chứ không bao giờ nữa mấy. Chẳng kể lọ. Cũng cũng thư ấy, nung hơi, nung cùng nó uốn ấy yếu ổ. Cũng thư mộ với tao náo này, cũng thư bởi thẹn mấy. Này, cũng thư ổ, cũng uốn ấy ổ mà nung là ổ mà bấu nung ổ, ổ nung chứ này ổ nung uốn dùm ổ. Này cũng còn nung. Nung uốn dùm. Thế còn đồ này thì chắc là một tí nữa thì cô cháu hay gì đấy về mà giúp ông nấu cơm thì bảo cô là dùng cái đồ này luôn thôi. Vâng, cái này hôm trước có để hai có mấy để bao gạo đây mà gạo đâu hết nhỉ? Gạo đây có một bao này. Đâu? Cái bao nhỏ vậy? Chắc có khi là cô mang ra bên kia nấu rồi. Hai bao cơ mà trước bảo là cả ông dùng nữa ở đây một bao to cơ mà. Ông hôm nọ chia nhau rồi. Đã chia. Hôm nọ chia nhau, bây giờ là hai ông cụ là không ăn cơm với nhau nữa. Đấy. Bây giờ là ông cũng tự ăn, ông cụ kia cũng tự ăn thôi nhờ ông nhờ. Rồi. Thế thì đấy, cái quà này thì hôm nay thì có một cái chị mà trơn đồ dáng mi ấy để gửi cho ông nhá. Đây. Vâng, gạo gạo ông ạ. Đây. Đây là gạo. Còn gạo thì cháu sẽ để đây cho ông nhá. Đúng rồi. Còn mối cái đồ này thì chắc là để cho kia. Thì cất cho ông đem gỡ ra để cho kia cho. Đi cầm em cái mic đấy đi. Đây, và rất là may hôm nay thì cũng có em Hưng hỗ trợ cháu Lực trao quà cho thôn của em ấy đang ở, rất là nhiệt tình cô bác. Uống nước thì nấu nha. Vâng ông. Vâng. Vào cái ngôi nhà của ông thì có vẻ là bây giờ cái không khí mà của gió mùa thu cô bác thổi vào thì hơi lạnh một chút cô bác ạ. Cũng là
kỳ thực rất là nhiều. Cái ngôi nhà này thì có thể là ngang bằng cái ngôi nhà của em đang ở rồi nhỉ? Không, cái ở đúng rồi, ngang bằng đấy. Nhưng mà cái độ rộng thì của em nó rộng hơn. Của em thì nó rộng hơn. Đúng rồi không? Này, cái cây sao của lão trái này bị sao vì nó rung sao trái này sinh ra. Anh cái này thì bảo ông ấy thật ký nhá, cái này là dầu bát nha, không được. Là có khi là ông ấy sẽ nghĩ là dầu ăn đấy. Đây để em cất vào đấy luôn cho ông. Đấy. Không ông lại mang đi xào đấy. Rồi. Đây, hôm nay thì đi qua trước hai anh em mình tâm sự ấy là ông dùng ngày trước ấy. Đi mua dầu tiểu bát để xào thức ăn đấy. Nhưng mà lâu chưa? Lâu rồi, mấy năm trước. À mấy năm trước rồi à? Đúng rồi. Cái đợt mà người ta mới phân phối nhiều sản phẩm lên trên mình ấy, ngày trước là cũng chả có. Chứ ngày trước là trên vùng cao mình chưa ai biết đấy. Đúng rồi. Đây, hôm nay thì đi vào trao quà cho ông và thăm ông thì thấy ông rất là mạnh khỏe, cũng rất là vui mừng các bác. Không có ốm đau gì cả. Thôi bán được chín khâu bán giặt chứ mẹ gì? Bán thế nào? Họ bụt bán đâu, bán ngạp xí tí là nó. Bà mấy cần là dê. Thầy vừa rồi thì ông có nói với cháu Lực rằng là trong thời gian này thì được cháu Lực với bạn Trình lên chia sẻ và thỉnh thoảng và mua đồ lên cho ông thì ông bảo là rất là mừng. Bây giờ thì bạn Trình là người mà mua đồ cho ông là nhiều hơn cô bác. Thầy cháu Lực thì lúc nào chỉ số bác thăm ông thì mua được cho ông thôi cô bác ạ. Thầy ông mua được cho ông, còn bây giờ thì chỉ có mua đồ và xuống để đưa cho ông thôi, chứ nếu mà đưa tiền cho ông thì ông cũng không có đi mua được, ông chỉ có đi nhờ người ta và mua thôi. Đấy, còn chắc là bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi về thôi cô bác ạ. Đấy, cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở chương sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào cô bác anh chị.